bạn gì xinh xinh cho bài cảm tưởng. Tôi vì rất là lâu rồi gặp bạn, và nhất là bạn gì nhỉ? Bạn mà quên tên bạn bè gì? Chắc là bạn đúng không? Tôi lần quên được gặp, rất là hân hạnh và rất là vinh dự. Không, bạn này anh là mình quên chào rồi, chào rồi, hy vọng là gặp nhau nhiều. Ơi, ơi là đi, xong luôn. Nhà bên kia nhưng mà xin không vấn đề, cứ làm luôn. Tôi phỏng vấn bạn này đi. Bạn này bạn gì? Đây thì tôi biết là ông này. Có nhầm.